cửa hàng bán đồ âm ly và loa đài cũ, quay cho anh em xem một số bộ loa của hàng cũ Nhật Bản như thế nào. Đây là một bộ loa gọi Infinity, hai cục to rất là to, cao khoảng tầm 1m2 gì đấy, có giá là 15.9-16 man, cái này rất đắt, 32 triệu. Con này như rất như còn như mới. Con này sản xuất từ năm 1994, có bảo hành 6 tháng, và cái giá mới của nó là 38 man, định còn giá mà bán ở đây là 16 man, giảm hơn một nửa. Rồi nghe chắc là rất là phê đây. Tiếp theo là một bộ khác của Victor, con này có giá mới 26.2 man, tương đương khoảng tầm 53 triệu, giá giảm giá còn 6.6 man hoặc là còn 13 triệu. Con này xuất 2005, hiện nay là 15 năm rồi, nhưng mà nhìn còn rất là mới, nhìn rất là mới luôn, rất đẹp, cũng bảo hành 6 tháng. Con này có cái gì đây, có cái 89.5 decibel và âm phát âm xuất ra này, chạy mà có tần số 32 đến 80.000 hertz, rất là cao, 37.5 watt. Đấy, tiếp theo là một con của Magnat có giá 3.1 man, gần 3.2 man và khoảng tầm 6 triệu hơn. Con này có mua một đôi, con đây này và một cái trong này này, một đôi, con này cũng là một đôi nha các bạn, một đôi con này rất là đẹp, con 6.6 man rất đẹp. Con này là một con nhỏ hơn của Yamaha đây rồi, có giá mới là 1.7 man, nhưng đây bán giảm giá là 3.3 là từ 3.5 triệu xuống còn 700, giảm giá rất là nhiều. Đây quay xa cho bạn nhìn thấy mấy con lúc nãy luôn. Đây này là một em của Sony, hàng cũ của bảo hành 3 tháng, giá là 3.850 là khoảng tầm cũng hơn 700.000. Đây đế nó này. Đấy, bên trên có các cái khác của Elab, Modam Soft, JBL và cũng JBL là 11.5 man, tương đương khoảng tầm 22 triệu hay 3 triệu này. Con này 3 man 6.5 triệu này, con này 2 man cũng còn 3 man 6 triệu này. Con này Elab này là có bảo hành 1 năm, giá mới là 7 man 16 triệu, con này giảm giá xuống còn 6 man 6, 15-14 triệu, còn giá xuống còn 6 man 6, khoảng tầm hơn 13 triệu, nó giảm giá tầm 1 triệu thôi. Nói hàng này là hàng còn mới các bạn ạ, chưa dùng thì phải, hàng 1 năm hàng chưa dùng. Con này có giá mới là 33 man, giảm giá xuống còn 16.5 man, giảm giá đúng một nửa, bảo hành 6 tháng. Con này là của Krypton. Con này tiếp tục là một con của Elag tiếp, có giá bán là 4.4 man, tương đương khoảng tầm 9 triệu, giá mới là 14.7 triệu, bảo hành 6 tháng. Đây các cái thông số của nó này, các bạn xem tần số và công suất cũng như là cái decibel nó. Bên này còn số các loa nhỏ khác của Yamaha này, Ankyo này. Đấy, có giá dao động từ 500.000 cho đến 3 triệu. Đấy, con này là 3.1 triệu thì đấy, còn đến đầu con đầu cuối cùng 500.000 thôi. Con này Yamaha này là 3.3 man 7 triệu. Dưới này là một số con loa bé, con này là của Fineo hàng mới Simbit, con này giá 2.750 man, cái là khoảng tầm 5 triệu rưỡi gì đấy một đôi hàng mới. Con này là các hàng đã sử dụng của Ankyo Elag, con này một đôi của nó giá là 4.1 man 2.800, gần 4.2 man, tầm 8.5 triệu 8.4 triệu rồi. Con này Ankyo 6 sen, một đôi này 6 sen, tầm 1.3 triệu. Đây một đôi Sony này, hàng cũng đã sử dụng nhưng mà nên rất là mới, giá chỉ có 2 sen 2, khoảng tầm 500.000 thôi, mua ở đây dùng trong phòng vẫn được. Ok, bên này là một bộ Boss, bộ này một đôi qua một cái bên trong kia thì là 1.5 man 400, là khoảng tầm 3 triệu.
Đây này một bộ bot khác 1.4 vòng gần 3 triệu. Đây này là có bán mấy cái loa rồi. Họ giá là con này là 900.000. Và con này 1.2 1.4 là tầm 2.5 đến 2.8. Chuyện này là các bộ khác của poster này, monitor audio này, có giá dao động từ 5.5 4.4 là khoảng tầm 9 triệu, 5.5 là 11 triệu. Đây, con này bộ này rẻ nhất. Denon 1.1 2.2 rẻ nhất cho mấy con to này. Còn mấy em này, con đây là em Sony rẻ hơn nữa. Sony này 4.4 bảo hành 3 tháng. Speaker PR gì? Con này là 4.4 có 900.000 thôi. Đây. Tiếp tục mình sẽ quay sang bên cạnh cho các bạn xem. Này là có một bộ khác cũng của KIF 13.2 26 triệu. Rất là đắt. Đây là một bộ loa gì rất là lạ đây. Có hai chân rất là cao. Nhưng loa trên này bé 5.5 thôi. Tầm 1.1. On cue các bạn. Đây. Một bộ Audio Pro 7.1 6 tháng. Giảm với 12 ma, giảm xuống còn 7.1, còn từ 24 triệu xuống còn 14 triệu. Đây. Rất đẹp. Bên này thì hàng cũ người ta đi bán thì nó cũng gần đẹp như là hàng mới mình. Nó cũng gần như là hàng mới. Đây, audio của Yamaha 4.4 và loa này ngon thế này, 4.4 tầm 95.000, rất là đẹp. Chuyện này nó cũng một loa khác của Yamaha 7.7. Đây là một số loa khác của Sony này. Có giá con này to đúng này mà chỉ có 3.3, 600.000 thôi, 600.500 thôi. Con này 1.1. Đây là một con thất to đúng của JBL. Giá mới là 24.500, là khoảng tầm 50 triệu, giảm xuống còn 8.500, 8.6 đi, khoảng tầm 17 triệu, đấy hơn 17 triệu, giảm 1/3. Đây là một cái loa thùng Đại Bác, giá mới, đây, của JBL, giá mới là 30 man, 60 triệu, giảm xuống 8.9 man, à 8.6, khoảng tầm 17 triệu. Vậy các bạn xem. Đây là một số các loa con tí 500.000 cho đến 900.000. Và đây là Micropure này là có 2.2 khoảng tầm là khoảng tầm 2.4-4.5 khá đắt, đôi này khá đắt. Đây là một số loại loa con khác. Yamaha này rẻ này, 500.000 này. Bên này Dari 2.5 này, 4.5 này. JBL 6.7 gì đó này. Đây là một đây là cái đôi loa này mình thấy Việt Nam mình ưa chuộng nhất, là loại này trong số các loa con này. Đây Yamaha đôi có hai loa con, một loa to, có giá rất là đắt. Yamaha con này bảo hành 6 tháng và giá 27.500, nó tương khoảng 50 hơn 50 khoảng 55 triệu Việt Nam đồng, rất là đắt luôn các bạn. Một con này thì nghe chắc chắn là rất là ngon, đập cưỡi được. Cái này là con Kyo có giá là 2.4 triệu và một con Victor 2.7 là khoảng tầm 5.5 triệu. Đây trên này là một số loa con khác. Sang bên này là có một số cái loa nữa nó bé hơn và một số cái đầu âm ly. Cái đầu âm ly này, âm ly con này có Triac 3.3 là tầm 7 triệu. Thì khác. Đây là cái đầu đĩa chứ. Cái này mới là cái âm ly này. Thì 1.7 khoảng tầm 3.7 mình thôi. Đây một số cái đầu đĩa khác. Và một số cái âm ly bên trên. Đấy, Sun Sui rồi Lockman Denon Cambridge Audio. Con này có giá là 2.4 triệu mốt. Đây là một cái âm ly kiểu có thể nhìn thấy được bên trong, nhìn nó đẹp, giá là 11 man 22 triệu, rất là đắt. Của Lucky, bên này là của Lucky Sony chỉnh âm. Lockman, một cái âm ly khác của Lockman này,
Âm ly, âm ly. Không biết rồi, nó chỉnh âm sao. Không biết rồi. Đây, một số loại của nó khác các bạn xem. Thì có cái bé tí này mà là 1.2, 2 triệu mấy. Đây, trên này có mấy loa Sony to rất đẹp trên cao. Đây, loa cao này, loa này dàn trong phòng khách này đẹp. Đây, được một số bộ loa khác. Còn mình xin kết thúc video để đi mua về Ấn Độ. Cảm ơn bạn theo dõi video nhé.